bơm cố sát tự nhiên nổ chứ sao. Chủ xe bắt thường cái ruột mới đó, trưa nay có cô mà ăn. Căn nhà này căn nhà cái bài nó đá trúng một nhọt co ba. Sao vậy? Đá mày mà tao lãnh đủ nè. Đá tao chứ đá mày hồi nào? Vậy con tưởng tượng. Cô bác nghĩ coi, phải nhiều nhõi gì sao? Gia tài tôi có hai thằng à, mà nó sẵn săn sạch tối ngày. Thằng cho tôi ăn cái đá đó là thằng lớn đó, tên là Phát. Còn cái thằng mà ưa cằn nhằn đó là em của nó, tên là Tài. Còn tôi tên là Đại. Ba cha con tôi hợp thành lại là Đại Phát Tài. Đầu năm ba cha con tôi mà bà con gặp đó nghe, Phát Tài lớn. Ba, cái gì? Con đói bụng quá à. Ráng chịu mày, để tao nói chuyện với người lớn. Ba ơi, ba có cuốn sách ướt mà ba không chịu ướt vào có. Cầm lại mày, cầm cái miệng mày lại. Tao đã dặn tụi bay giấu kín, giấu kín cái vụ tao có cái sách ướt mà cứ bô bô cái miệng hoài. Thôi lỡ rồi, tao chú cho bà con của bác biết luôn. Không giấu gì, trước đây gần 200 năm ông cố nội tôi đã tìm được cái sách này. Không biết ở đâu ông có bản đồ sách ướt 4 điều được giấu trong ngôi cổ mộ giữa rừng già đầy thú dữ và ma quái. Chuyện đó xin hẹn với cô bác có dịp nào tôi sẽ kể lại tỉ mỉ. Bây giờ vắn tắt là ông cố tôi thắng lũ quỷ và lấy được sách ướt 4 điều. Có sách ướt trong tay mà ba không chịu ướt để nghèo sơ, nghèo xác ha, nghèo rác da đầu, nghèo sâu da trán, nghèo láng da. Thôi. Không ai mướn tự nhiên mấy người quảng cáo cái nghèo của tôi à? Vậy tại sao ba không chịu ướt? Ướt không có linh tự nhiên là ta không ướt chứ sao? Không linh thì ba đốt sách đi. Ước không linh là tại tụi bay đó. Tất cả những người trong gia đình phải chung một ước vọng thì tự nhiên sách nó mới linh. Ông sơ bay, ông cố bay, ông nội bay, rồi bây giờ đến tao. Gia đình đâu thuận tháo, trong một giả cùng nhau, vợ và con ước vọng treo ngoe nhau bực mình. Sách ước không thèm linh, tự nhiên nghèo bền lâu. Ba ước kỳ quá à, làm sao con ước giống ba được. Ba ước rinh bà phở về á, để ba cần con nào dám ước như ba. Mày ước giống tao là mày chết cha mày. Tao đây xí bà phở đã lâu, mày ước vậy là đổ máu, là hết nghĩ cha con. Ba, riêng con chỉ mơ mộng được làm hiệp sĩ lang thang. Lang thang giống như là trong phim trưởng của Hồng Kông quái kiệt kỳ hồ. Thôi mẹ ơi, trưởng Hồng Kông vừa giom vừa xúi dục côn đồ. Mày nhiễm nó hả, sẽ có ngày nghe mày. Đánh lộn thì xèo rồi vô khám nghĩ lưng. Nói giỡn hả? Mày giỡn sao? Giỡn chỗ nào? Tao hỏi mày nè, một thằng đánh ngã mấy trăm thằng, ai tin được cái điều này? Mày nói tao nghe coi. Nhà này có ba người mà ba ý kiến khác nhau, sách ước làm sao linh được. Tụi bay biểu tao ước là ước sao? Thôi lo sửa xe kiếm cơm mà chắc ăn hơn ước. Tụi bay làm ăn bê bối quá, khách nào mà đem xe hư đến đây á, để cho bay sửa đó nghe. Giá một lỗ bay chích lũng thêm 5-7 lỗ. Rồi cái gặp cái dịp mà trời tối đó, công một bay tính tới 10 người ta. Giờ ba nói hết chưa? Người ta biểu rã xe, bay chê món này chê món nọ, để người ta thay đặng mình bay đập đổ. Ba dạy vậy rồi sao bây giờ ba rầy con? Rồi mày đừng có di vòng vo nữa mày. Lo chà cái luộc xe đó đi. Giá đi. Tao sai ông Phát đó. Ba ơi ba, ba coi anh Phát kìa. Gì? Cái tay anh cầm ruột xe đạp, tay chà, còn hai mắt gì nhìn mút tí tè đằng xa. Cô đầm cô đi chợ về à. Ba coi cái bộ đi của bà. Trời ơi, cô bà ẹo qua, bà ẹo lại giống như bà múa vậy đó. Mày biết sao bà ẹo không? Dạ sao? Bị học mang guốc cao gót đó. Tao bảo đảm với mày nghe, chừng vài bước nữa là đu guốc lật ngang liền. Mà hả lật là tự nhiên cô ta té chổng động cho coi. Đó. Đâm, có chừng đâm. Rồi lật ngang chui nhủi. Tao nói như xăm bà nói mà. Bà ơi ba. Gì? Bà nhìn kia, anh Phát á. Sao? Anh lộn đôi guốc, anh lao vô vạt áo cẩn thận để trao cho đầm của anh mang kia. Tôi lao sạch đôi guốc rồi đây nè, đầm mang vô đi nữa đi. Guốc cạp chân đau quá à, tôi đi
xà lĩa, xà lĩa. Đâu có xà lĩa. À, anh cười tôi hả? Đầm vừa đi vừa múa sàng qua sàng lại yểu điệu lắm. Trời đất ơi, tôi chết được với cái bộ đi này nghe, chứ không phải, chứ đâu có cười. Ôi, giờ để tôi kẹp tách nó, nó đi chân không của bộ mau hơn à. Tài, Tài. Dạ. Mày bơm bánh xe giống y như hiệp sĩ mài kiếm vậy mày. Người hiệp sĩ phải biết sử dụng ống bơm như gươm như kiếm. Nếu cần là còn múa ống bơm như múa kiếm cho ba coi. À, mày múa giống kiếm lắm hả? Dạ. Gì ba? Quà của mày tới kìa. Ủa vậy? Đi cho người bồng của mày xem cho đẹp mắt coi. Dạ, ba coi kìa. Em hoa của con đến, con phải trổ tài cho nàng phục con vì yêu con nha ba coi nè nha. Con múa ống bơm nè ba ơi. Anh làm gì vậy anh Tài? Chào theo điệu võ trong phim trưởng Hồng Kông đó cô nương. Sao giống võ ăn chĩa quá vậy? Cái gì vậy? Cô nương. Nó vô mất rồi ở đó mà cô nương. Ta cho mày biết qua của mày nói đúng vô cùng. Nhiễm nặng nề ba cái chưởng Hồng Kông, tài trần ngương ai tỏ ra yên hùng. Nghe bản khích liền đi ăn chĩa, ăn chĩa không nổi thì bị ăn lôi. Ăn đắp ăn đá rồi bị ăn roi, ăn no rồi nghỉ mát ở trong chí hòa. Ba ơi ba. Gì? Con này con mê phim trưởng chứ không có mê chí hòa. Chí hòa để dành cho ba. Trù đi con. Con Đầm, con qua đi chợ về chưa? Nấu nước, lặt rau đi, trưa trật rồi. Bà Phở về. Hai đứa con yêu quý của ba đi chỗ khác chơi đi con ơi. Để ba làm ăn hên xui chiến coi. Đi anh Phát ơi, để ba tự nhiên với bà Phở. Chà, để coi mình đứng cái kiểu nào cho nó có duyên đây. Đặng người đẹp khoái mình. Để coi. Ồ, quên cái người sồn sồn chú ý đến mình. Quên nói người đẹp. Để coi đứng kiểu này không biết được không. Không được. Bộ đứng giống chàng hiêu đang đói quá không được. Đổi bộ. Đứng như vậy. Đứng rồi. Trời ơi. Thôi không được. Thôi bỏ bộ đứng đi. Bộ ngồi có lý hơn. Giờ mình ngồi. Bảy. Anh chờ chật ai mà ngồi giống như chó chật xương quá vậy. Cô Út. Sao giọng nói của anh run quá vậy? Bộ anh đau hả? Thú thiệt với cô Út. Cứ nói thiệt đi, tôi ghét ai giả dối lắm. Không nói giấu gì với cô. Xin nói thiệt với cô, rồi không nói giấu gì với cô. Trùng ý rồi anh Bảy ơi. Anh nhức đầu hả? Quả giọng lên ốc không? Không có. Cô Út ơi, cô Út đã từ lâu. Từ lâu là bao lâu? Mà bao lâu cái gì? Nói đại đi. Có gì đâu mà sợ anh Bảy. Nếu cô Út nói vậy thì tôi xin thú thật. Đã từ lâu tôi để ý. Để ý ai? Để ý thầm thương. Nói thầm thương, thầm thương, thương thầm. Tôi mới nhớ tức thì đây, sáng mai này ba của con Đầm. Nói thầm thương tôi, thầm thương đã mấy năm rồi đến nay. Đó là anh Cảnh Tài Xế, chắc là anh Bảy đã biết. Thằng cha Cảnh này thầm thương lãng nhách, cô đừng có tin. Phải rồi, thằng cha nào nói thương thầm lén là lãng nhách hết. Cô Út ơi. Chết cha. Cái gì vậy cô Út? Quên rồi. Quên gì? Quên mua củ cải rồi. Anh Bảy làm ơn cho mượn xe đạp ra chợ chút nha. Nhưng mà bữa nay tôi phải nói hết ra nghe cô Út. Thì anh cứ nói hết ra đi. Bây giờ anh cho mượn xe hay không? À, không cho mượn, tôi đi mượn người khác. À, xe đây đây, xe đây. Gì dẫn không biết nữa. Anh lao yên xe bằng áo của anh hả? Dơ hết là làm sao? Không sao. Được giúp cho cô phải giặt 100 cái áo tôi cũng vui lắm. Cảm ơn nghe anh Bảy. Dễ biểu dễ thương quá chừng à. Tôi đi rồi nha. Trời ơi, cái câu nói nghe dễ biểu dễ thương quá chừng. Vậy mà không biết bà có thương mình không cả.
Có thương chứ sao không thương ba? Thương hả? Bà thương cái xe đạp của ba cho bà mượn đó. Tao không nói vụ xe đạp mà không biết bà có thương tao không đó. Đâu để hỏi bà lại coi. Nói hằng trét hết à, nghe phát ghét. Thôi đừng nói nữa mày. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì mà khóc? Ai để cái đinh như tôi đạp nhất chết cha luôn nè. Trù nữa đi con. Trù cho ba chết đặng có heo ăn con. Tại cái gì? Mày nhổ cái đinh cho tao coi. Thì để tao nhổ tao làm dữ vậy. Tao đưa coi. Ôi da. Trời ơi, nó nhổ cây đinh dưới bàn chân tao, tưởng đâu nó nhổ cột cầu. Ê coi coi, tay. Dạ. Mày làm gì mày nhìn cái đinh vừa nhổ ra mà nhìn trăn trối vậy mày? Suy nghĩ gì hả? Thằng của hồn. Ba. Cái gì? Tôi đang suy nghĩ. Cái gì? Mình phải làm cho lốp xe họ bị lủng. À. Rồi họ đem lại đây giá mình có tiền ăn cơm. Rồi mày làm cách nào cho xe họ lủng? Dễ quá mà. Giờ cha con mình tính vậy nghe cha ơi. Tính sao con? Dạ, để con tính cho cha nghe nghe. À. Rải đinh giữa đường lại qua, cho xe cán nhầm phải đinh xì lấp liền đem lên giá ngay. Một lỗ mình xôi năm lỗ, tiền công gia nhân cho sao? Trưa nay đủ cơm no lòng. Mày ơi không nên thế đâu, tiêu cha uy tín của tao. Ba có uy tín hồi nào mà ba sợ mất sợ tiêu ba? Ba ơi. Gì? Gói đinh nè, ba đi rải đi ba. Tao rải hả? Dạ, không. Tài đi đi mày. Ơi đâu có được ba. Trời ơi, họ bắt được, họ đánh chết cha con sao? Thấy không, rủa không? Tự nhiên rủa tao thấy không? Tao chết tụi bay có được cái gì mà tự nhiên ham tao chết như vậy? Con giờ con đồng không có đồng ý vậy đâu. Con đường mua kế thì anh Phát phải thực hành à. Ba ơi, ba thực hành đi ba. Trời đất ơi, tụi bay nhát quá. Thôi được rồi, để tao. Vậy đó, đúng rồi đó ba, ba đi là phải đó ba. Phải ông nội mày. Ôi mà chửi nó cũng tội nghiệp. Được rồi, để tao đi. Tao già rồi, da lưng của tao nó cứng mà dai nữa. Rủi có bị đoàn hội đồng á, ít đau hơn tụi bay không? Ba. Gì sao mày khóc vậy? Ba. Rồi tôi chảy nước mắt nữa rồi. Trời, ba con cảm động quá ba. Đừng khóc nữa con. Con ơi, ba đi chuyến này như kinh kha qua sông dịch thủy. Ba ơi, mắt con rơi lọt đọt rồi. Thôi ba đi liền đi ba, để lâu nó nguội ba. Tao đi à. Ủa, ba chưa đi thầy ba bước sao ba lại ngừng lại vậy ba? Chắc có trục trặc gì phải không ba? Thằng Tài. Dạ. Đi với tao. Trời đất. Gì vậy ba? Rủi bị người ta rượt chạy chung với tao cho nó vui. Bộ cha sao ở nhà để mình tao bị rượt. Đầm, làm gì đó? Rửa tô. Tôi phụ với Đầm rửa tô ngang. Thôi thôi, không có lo sửa xe. Phụ tôi rửa tô, ông Bảy không thấy rầy chết à. Ba không có rầy đâu, ba còn biểu à. Mày kiếm chuyện ngồi gần nó, rồi nói đại là mày thương nó đi. Nó mà có la lên đó hả, tao ở tù thế cho mày. Nhưng mà Đầm biết không, tôi đâu có dám. Vì không biết có thương tôi không. Thương chứ, thương lâu rồi mà không có nói. Con gái thì thương con trai, ai nói trước. Kỳ cũng mồm. Ba Phở gặp Đầm ở đâu rồi mướn làm công vậy hả? Chỗ vườn bông trước chợ Sài Gòn đó. Tôi tính đi kiếm chỗ ở đợ mà đâu có ai mướn mình. Kỳ anh biết không, rồi kỳ có cái anh đó đó, ảnh bận đồ thiệt là chiến vậy đó. Ảnh lợi là ảnh mần quen với tôi. Rồi anh biểu tôi lại nhà ảnh mần công 100,000 mỗi tháng tiền bánh cho riêng. Có nhận diện hay không rồi Đầm nói tôi nghe. Tôi xúc ruột quá à. Có người nhận làm mừng quá cái tôi nhận ngay à. Khi tôi mới sửa soạn cái theo bước người kia, bỗng gặp được người làng xóm trên quê á. Tôi kêu bằng dì Út, trước ở Lộc Ninh. Dì Út là bào phở xuống đây lập nghiệp, quán là chiếc xe ở lề đường. Bà Phở gặp Đầm có nhận ra ngay hay không gặp nhau lâu ngày nên ngơ ngàng? Út gặp tôi đã nhận ra ngay à, vì Út thường về quê để thăm viếng xóm làng.
khi thấy đầm bị tên kia lường gạt, thái độ bà phở lúc ấy thế nào? Út la lên: tên này dụ dỗ mày nè, đi chơi bời đó, coi chừng chết à nghe con. Anh biết không, mà tôi đâu có chơi bời, mình ở đợ mà, lo làm ăn chứ lo chơi bời gì. Chủ nói mình làm biếng làm nhát, cái đuổi mình sao? Nói anh nghe nè, tôi cũng tính mình mần lâu lâu rồi ha, khi nào rảnh á, cái mình xin chủ đi chơi bời một bữa cho đã, rồi về mình mần công chuyện nữa. Làm gì vậy? Chuyện tôi cười. Tôi nói gì mà tôi cười? Đầm nói chuyện sao mà thật thà quá trời à. Không có đâu, tôi khôn lắm chứ bộ à. Đầm ơi, bây giờ tôi muốn cưới Đầm làm vợ, chịu không? Anh... Thôi, hỏi cậu tôi á, cậu tôi chịu là tôi chịu à. Ủa, sao không hỏi ba má mà lại hỏi cậu? Đừng có hỏi. Ủa gì vậy Đầm, sao Đầm khóc? Ba má tôi chết rồi tôi mới sanh lần. Vậy hả? Tội nghiệp không? Đầm ơi, rồi cha mẹ chết hết rồi, rồi ai nuôi Đầm? Cậu tôi với ai? Cậu tôi nuôi tôi cực khổ không kể xiết. Cần sữa mẹ thì mẹ chết, cần sữa hộp thì cậu tôi nghèo, không có tiền mua. Nghe hoàn cảnh của Đầm ai mà không thương xót? Rồi cậu nuôi Đầm bằng gì? Sữa mẹ cũng không, rồi sữa hộp cũng không. Vậy chứ sao mà Đầm mau lớn vậy? Anh biết không, chắc nước cơm sôi cậu làm, sữa mẹ lót lá rừng trôi cậu làm ra chiêu. Lấy lòng thương của cậu làm hơi thở cho tôi sống đến bây giờ. Mình nói, đừng có nói chuyện của người khác. Cậu tôi dạy tôi như vậy đó. Chỉ nghe Đầm nhắc cậu à, mà sao không nhắc đến mợ? Đâu có mợ đâu mà nhắc. Cậu nghèo xác nghèo sơ, tiền lo giùm nuôi thân thì nhỏ to chi cũng lo lễ cho cậu vui lòng. Cậu tôi nói thế có làm đám cưới thì kể như tôi đã trả ơn cho cậu tôi rồi. Đầm biết không, tôi thương Đầm từ lâu rồi đó, nhưng mà môi không dám hở, bây giờ mới trút hết nỗi lòng cho Đầm biết lòng tôi. Chỉ có kẻ nghèo mới biết nắng nghĩa nắng tình. Tôi thương Đầm, thương các cậu con người quý báu. Để tôi nói đọc nghe cái chuyện này vô cùng cực kỳ ấm cúng nha. Tôi sửa xe còn Đầm ban thờ, một cặp vợ chồng son dưới mái tranh nghèo.
Tôi nói anh nghe nè, tôi tính vậy nè, mần đám cưới xong cái hai đứa mình về Lộc Ninh ở luôn. Anh biết không, mùa lúa rồi thất nặng, cậu tôi thiếu gạo mới chịu cho tôi xuống đây kiếm việc làm tạm đó. Nè, thôi rửa tô đi để bà chủ về bà la chết à. Anh bưng cái thùng nước đó lại đây dùm đi. Làm liền. Nè, thùng nước nè. Ủa, trời đất ơi, bưng thùng nước lèo ra làm chi đây? Cái thùng nước lạnh kìa. Tại đầm nói không rành. Nước lạnh nè. Đổ vô đi. Đổ vô liền. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Gì vậy? Kêu anh đổ nước lạnh vô thau cho tôi rửa chén. Sao anh đổ vô cái thùng nước lèo? Vậy thì bưng cái thùng nước lèo đổ ra sửa lại mấy hồi. Trời ơi, trời, quỷ thần ơi, nước lèo sao đổ ra thau rửa chén? Ông làm sai nữa rồi ông ơi. Sai nữa thì sửa nữa. Trời ơi, ông sửa kiểu đó chết tôi rồi. Nước rửa chén thì ông đổ vô cái thùng nước lèo. Không biết đâu, bà chủ ra bắt đền, đáng chịu à nghe. Đầm đừng có lo, không có ai biết cái thùng nước lèo mà có nước rửa chén đâu. Trời ơi. Bà ơi bà. Cái gì? Chắc chắn có xe đạp đến sửa bà ơi. Chắc cái gì mày thiệt? Tao nói mày nghe hồi nãy mày ngu quá, không chịu nghe lời. Rải đinh ngang hết mặt đường. Chỉ rải một chút to ở giữa đường thôi là thất bại cho coi. Họ lách qua lách lại rồi làm sao cắt được. Mày làm cha của tao, mày cứ cãi lại tao hay không? Xe kia không can thì có xe này. Bà ưa cằn nhằn quá, giống y như là loại cái bê đê. Bảo đảm với ba, nếu không có xe cán nhầm đinh nhọn thì ba cứ cạo cạo đầu cha con đi, nói láo con ba. Tao hả? Mày nói tao lại cái không? Dạ. Hay là bê đê gì đó không? Còn mày chắc là bà bóng cắt cục cục tung tung, cắt cục cục tung tung phải không? Cái đó là gì ba? Bà bóng là búa búa rỗi hả? Bà, gì? Có xe đạp tới bà. Mày đâu mày nhìn kỹ coi có nghe chỗ đinh không? Dài bo trời. Tới nữa con, tới nữa. Đó, đó, cứ vậy tới nghe không? Cứ tới đi con, tới đi con. Tới, tới nữa đi xe. Tự nhiên tới nữa đi xe. Ơi ba chuẩn cái bị gì? Cải keo giá xe chắc ăn rồi ba ơi. Trời ơi, không phải. Xe đạp của bà phở. Xe mình hả? Xe đó của mình bà mượn đó. Chết cha rồi. Lách con. Lách đinh. Cố mày lách cốt. Lách. Rồi, ngay chồng. Tổ cha nó. Quân nào khốn nạn rải đinh trên mặt đường cho tôi cán à. Mưu của mày cao quá ha. Bà chửi đó, nghe hết đi con. Cán đinh lũng ruột. Anh Bảy. Cái gì? Anh Bảy chịu khó giá lại giùm đi anh Bảy. Trời đất ơi, cái quân khốn nạn nào nó trên giữa đường cho tôi cán à. Tôi nói thiệt với anh nha, tôi mà biết được cái thằng nào mà nó chơi cái trò điểu cán mất dạy này nó nha, tôi nói thiệt, tôi thôi tôi, cô ơi, thôi mà chửi nó chi tội nghiệp cô. Ôi, cười cái gì vui lắm sao cười, đem xe vô giá đi. Hết xe cán, nhè xe này cán. Ôi cười hoài, tao kinh mày bây giờ. Anh Bảy lũng ruột xe của bộ anh Bảy nóng ruột quá hả anh Bảy? Không phải vậy đâu cô Út ơi, tôi làm như vậy là tôi đuổi thằng nhỏ nó đi vào trong, cô không có biết hay sao? Vậy tôi mời anh vào quán tôi làm một cặp phở bò cho đá miệng. Đang đói được mời, có cái gì khoái bằng? Nêm nước lèo chưa? Dạ rồi. Đưa cái giá đây tao múc tao nếm thử coi. Chà,
Mày nêm nước lèo bữa nay ngọt à nha. Nấu cho bác Bảy tô phở khô đi. Múc tô nước lèo cho bác Bảy thưởng thức trước đi. Dạ, mời bác Bảy. Dạ. Nước lèo đây không? Dạ, nước lèo. Để coi. Hành ngò liều bèo thơm ngát. Thôi tao bưng tô tao húp khỏi múc. Trời, sao nước lèo có sơ mướp? Bộ nấu nước lèo bằng sơ mướp sao? Dạ đúng là sơ mướp á. Ủa, trời, sơ mướp rửa chén mà hả? Dạ. Sao kỳ vậy hả? Tại vì anh Tôi đi. Dạ anh Bảy. Dạ, nước lèo ngọt nhờ nấu trái búp non đó anh Bảy à. Nó rã ra còn cái sơ đó. Vậy hả? Trời ơi, chứ ai nấu nước lèo bằng sơ mướp rửa chén? Không phải rửa chén. Dạ. Vậy hả không? Dạ. Húp nữa. Trời ơi, đâm cha ôm dèm xuôi dách quá. Dù kêu qua đây ra cho tao. Dạ. Phát đâu? Dạ. Tài đâu? Dạ. Ba, gì ba? Ăn phở không tốn tiền mà phở bao. Thôi con không ăn đâu. Con không ăn luôn. Ăn phở đi cậu Phát, cậu Tài. Không mấy thở tôi mời mà. Trời gầm xuống bị tôi ăn tôi không ăn nữa chứ. Phở có sơ mướp ghê quá. Thôi đi, dây phở của tôi không ăn bỏ đi thấy không? Được rồi, tốt. Con qua ở nhà coi nhà mua bán nha chưa? Tao đi à. Ê, cút. Rồi, bà giận mà bỏ vô rồi. Tự nhiên là tao phải theo năn nỉ. Ở đó nghe không? Anh Phát chê phở, anh Tài có chê không? Nếu mà cô qua cho đó thì không bao giờ tôi dám từ chối. Cho phở cũng ăn, mà cho tình thì cũng nhận luôn. Tôi cho anh phở, còn tình á, phải hỏi lại. Trời ơi, cho phở mà còn tình hỏi lại. Thôi không thèm đâu, nhưng mà qua hỏi lại ai vậy? Tôi hỏi tôi chứ hỏi ai? Nè, nếu mà tôi ở trong trường hợp của cô qua đó thì tôi sẽ trả lời dứt khoát một cách hùng hồn rằng em thương anh Tài lắm. Anh không thể nằm trong trường hợp của tôi được. Chỉ có tôi nằm trong trường hợp của tôi, nên tôi trả lời với anh rằng anh có thương thiệt không đó? Nếu không thương thiệt thì tôi nào đâu thầm đau khổ bao giờ. Đau bầm càng thấy cô chung ngồi cùng tên, chào có vui cười nhìn lại thân khổ đau sợ xác áo chẳng lành thân. Tại sao qua chỉ ban tình thân mến mà không ban cho tình nồng thâm? Hay qua chỉ trêu cợt đùa vui với một người con trai nghèo nàn chân thật? Hay qua đang phận dân nghĩ ngợi hạnh phúc xây bằng bát vàng phù phiếm hay bằng chân thật chung tình? Qua chọn người giàu sang vinh hiển tôi phải đành mang mối hận lòng. Nước chảy càng ngày càng mới, dẫu có thương cũng thuận thình mà thương. Nước chảy càng ngày càng tới, câu nói sao mà im tai mát giả mát lòng. Bây giờ đó phải giá 100 lỗ ruột xe cũng không thấy mệt nữa. Nhưng nhớ sự giao du của qua với gã tu ni, tôi mệt như leo dốc cao với chiếc xe tranh. Anh đừng có hiểu lầm tôi như vậy. Tôi thương qua nên lòng có nghi ngờ, qua đừng thấy gã tu ni giàu có thêm quyền uy, văn bấy câu giới mồi bát vàng càng nhằm đời tiêu tan. Tôi với anh Tony không có gì đâu, anh đừng nghi ngờ chi cho mệt trí. Tôi quý thương anh
nên nhiều đêm nghĩ suy cặn kẽ, nếu được thương anh làm sao có hạnh phúc sau này. Anh thì giá xe khốn khổ, tôi bán phở lo kiếm sống từng ngày. Tôi thì không tiền, anh sẽ chán chê tìm cô khác, nên tôi phải giàu sang để giữ anh ở sát bên tôi. Anh biết không, hổm xài anh thấy tôi đi với anh Tony là đi kiếm nghề có thật nhiều tiền nhiều bạc. Mai sau anh già tôi có thành chồng thành vợ, anh không phải bất mình đem tiền về để nuôi tôi. Út ơi, thôi mà không có khách đứng nói chi lại biểu đi, để nói này nghe, bữa nay vắng khách quá, chắc tôi chịu không nổi cái lấp lửng như vậy được lắm, cứ dày hoài trời ơi, khó chịu trong người tôi lắm, chắc là tôi phải... Quay quá! Qua què gì ở đây mà kêu đấy ông sòm vậy? À, cái thằng cha này lãng giang không? Gì lãng? Người ta kêu con người ta làm gì gây? Ban qua dữ không á, bữa nay mới ghé quán em à. À, bữa nay rảnh, xe đò hư còn sửa, nhớ Út quá đi cho nên ghé thăm chút vậy mà. Bữa nay trong Út ù ra mập vậy thôi, má hửng hồng hồng, thấy ứa gan quá. Mỹ à, ghé trong ta hoài à. Đừng cười nữa trời ơi, trời ơi. Uống là ve sức khẩu nghe ban qua. Hay à, ban qua uống bi lon. Hết nói tài, rồi. Tài xế thích bi lon lắm. Không có bi gì đâu, dám á. Trời đất ơi. Kêu chú hay kêu bác gì làm gì kêu ban hoa, ban qua. Tự nhiên thấy phát ghét à. À, tự nhiên ghen. Ghen đó. Có sao không? Chơi xả láng sáng về sớm, không ngán nào hết trơn. Thằng tài xế cảnh này cũng vậy, chưa hề biết nhịn ai nha. Thôi ban qua nhịn anh Bảy đi mà. Nhịn nó cũng không làm gì tôi đâu. Còn cô nữa, xe người ta mượn ngày này qua ngày khác, bây giờ ban qua hoài, bực mình quá. Ủa, Út mượn gì của người ta vậy? Mượn xe đạp đi chợ. Út, ơi Út, tôi khuyên cô mượn xe đó làm gì? Xe tôi kia cứ việc lấy mà xài. Phải xe cốt có màu sơn đỏ, đậu ở đằng đó ai cũng muốn ngó muốn dồn. Xe tôi chớ ai, nếu Út muốn tự do lấy dùng. Em không biết cởi cúp đâu. Thì ngồi đằng sau anh đèo đi. Đừng ngồi, đố dám ngồi à. Cô Út ôm eo hết thật chặt đó nè. Không ôm mà nghe. Để mẹ đó ngồi. Không ôm, ngồi thì ôi. Không ôm mà nghe. Nè 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 nè, ông lấy cái quyền hành nào mà cả cô Út ôm eo hết tôi. Thôi, mở máy giọt cho mát mặt em chút đi ban qua. Đừng mở máy, không cho mở máy nữa. Trời ơi, không có mát gì đừng. Cô Út lên một ba ga, tôi ngồi tôi đạp xe đạp nè không. Cô Út còn mát mặt hơn đi xe cúp nữa. Út ơi Út, Út đừng ngồi xe đạp mất mặt bầu cua cho mà coi. Gì mất? Xe cúp đỏ của chú mày đó làm sao thuận tiện bằng cái xe sập lết của tôi? Là vì xe lại qua dù đông đảo thế nào cũng lách qua và lách lại dễ dàng. Còn cây cúp bị nêm cứng nhắc ì một chỗ như là bị nó bị đời đồng. Xe đạp tao lạng qua xe cúp cái dù. Qua khỏi chỗ đông người đạp mái xe cúp là mái xe cúp kịch mái ngủm cũ từ xe sập lết nhẹ nhàng tiếp chạy ro ro. Cởi xe đạp cái lưng ẹo qua giống như mấy con rắn liêu điêu. Kiêu ngạo hả mày kêu cái ly vô đầu mày, cái ly vô đầu mày. Anh Bảy bể cái ly của tôi nè, dám chơi không? Chơi đi. Ban qua làm ban qua bể cái chai của em mà. Một tôi thường chục cái. Trời ơi, ban chơi qua à, chơi à, chơi à. Ông Bảy sửa xe có cái mỏ lết bự lắm, vô đầu ban qua cái bốt mới là bác sĩ che. Vậy hả? À, ê, và bãi sửa xe gì xin hẹn ngày tái nạp. Ủa quên, tái ngộ. Ban qua kêu ban gì? Qua thôi đừng kêu, chở dùm đi chợ mua bó ngò đi. Trời, chạy tuốt rồi, chạy theo đi. Anh Bảy gì làm ơn cho tôi mượn xe đạp đi mua bó ngò
Thôi ngồi xe đạp chi cho cái lưng nó ẹo qua ẹo lại, chạy theo ngồi cái đuôi xe cúp kia cho nó êm. Thôi mà anh giận chi dai dữ vậy. Tôi biết cô ham mê xe cúp đó rồi cô khinh khi tôi phải không? Tôi cho cô hay để mà giữ mình, tôi sẽ có xe cúp. À ơi, không cho mượn xe đi bộ đi chợ chứ có gì đâu mà nặng nhẹ tôi. Anh có biết tình yêu chúng ta bị trục trặc vì lý do kỹ thuật không? Biết là không biết, nhưng mà tại ba em á dê bà phở cho nên mới có chuyện á. Tại ba anh ghen thiếu trật tự lưu thông đó. Wow. Ê anh Tony, hứa cho người ta đồ cứ đi mất tiêu à. Bữa nay Tony đem lại cho qua nè, quần nè, áo nè, dầu thơm, phấn son nữa nè, đồ nước ngoài mới gửi về nha. Vậy sao? Nè nè qua qua, em vào trong mặc đồ thử xem vừa không. Mùa đen chót đó, không có lạng hoạn đâu. Qua, đừng có nhận ba đồ đó. Người ta cho tội gì không lấy, không lấy tưởng làm sao? Trời ơi, con cái thằng bắt dịch, cái thằng áo bất lịch sự. Trời, con gái ta thay đồ mình làm gì mà nhón gót mình liếc vô kẹt dách vậy mày? Liếc đi con, liếc đi rồi coi chừng con mắt mày nó chặt gân nó lé luôn vậy mày coi. Lẽ có duyên, không sao. Anh Tài, coi tôi vận đồ đẹp không? Đẹp lắm. Qua, lên xe cúp, anh chở đi. Không, không, tôi không cho chở. Anh chở tôi đi đâu? Tôi đi đến báo tin mừng, có đoàn hát lớn muốn xin với em ký ngay tức khắc công ta 1 triệu đồng chẳng thôi. Nếu qua chê anh sẽ đòi cho em 2 triệu đồng. Mới học nghề đâu chẳng đến đâu, sao có người dám mượn giá cao. Mấy kia họ văn nếu qua tin nghe chết cuộc đời qua ngay. Nếu theo ý anh thì em làm sao, nói rõ ràng em nghe. Hãy dứt khoát em đừng đi, đi là xa bảy cái quân tà dâm nó toàn tinh hại cuộc đời em. Đừng lo Tài ơi đừng lo, không giấy thi gạt lương, hay là anh đồng tình cùng đi với em. 2 triệu đồng nhiều quá, không đi tiếc lắm anh Tài ơi, không ấy anh đi với em nha. Đi với Hoa phải không? Đi liền nè, xe đạp sẵn đây nè, cái Hoa lên bọt ba ga đi, cái tôi chở đi. Làm gì coi mày? Trời thần ơi cụ lần, xe gì thấy mà ghê sập kỹ đình. Quê thế nhân xinh trai, tính đến hiền hoang lại thêm thật thà. Thật thà mà bắt gà. Mày nói ai bắt gà bắt vịt, mày nói lại tao nghe coi mày. Bồ lố bịch lắm rồi bồ ơi. Mà sao cô ăn mặc sang trọng như một tài tử cải lương. Trời ơi, con bồ ăn mặc te tét đi chung, trời ơi, đi chung với nhau là làm trò cười cho thiên hạ. Ê, nói cho mày biết nha, giá trị con người ta không phải là do áo quần ăn diện sang để gạt lường. Không thuộc hạng người có giá trị, hạng người đó mới bị cười chê đó. Tôi mặc đồ rách nhưng tôi giữ sạch, tuân lời người xưa chỉ dạy, lành phải cho sạch mà rách thì cho thơm. Con người bợn nhơ như vậy hả, mà tại sao qua dám giao du? Trời ơi, thiệt là chuyện lạ mà. Ê, giảm danh dự tôi coi chừng ha. Tôi thưa ra tòa ngồi khám rụng trường, y chang của Hoa nè, theo mốt bây giờ phải ngồi xe cúp mới xứng hoặc xe con. Nếu ngồi cái xe đạp cốc ken này thôi, mặc bộ đồ bán phở cho xong. Tôi làm sao có xe cúp để đi? Thì Tony có sẵn đây, leo lên xe chở đi ký hợp đồng lấy 2 triệu bạc về Tết. Đi mau mau rồi nha, chờ em chút nghe anh Tài. Nè
quá. Ô mau ếch anh đi. Quá. 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 Khốn nạn. Tài, cái xe đạp nó mắc mớ gì mày mà mày quăng nó vậy? Nếu em mà có cúp đó, thì không có đến nổi vậy đâu anh ơi. Tụi tao đỡ nó vậy, đó bế an ủi nó. Tội nghiệp không, xe đạp khi không bị đòn quan hà. Ủa, Đâm, đi đâu đó? À, anh Phát, sẵn xe đạp, anh chở tôi đi mua bó ngò gấp đi, bà chủ sai đó. Leo lên, ôm eo ếch nha. Ngồi ếch bà hay là cúp người ta mới ôm eo ếch. Ngồi xe đạp, ai ôm? Thì không có ếch bà thì ngồi đỡ con chàng hiêu này đi. Ngồi thiệt vững nha, đạp à. Cái gì nổ vậy? Tổ mẹ mới giá rồi nổ nữa. Thôi Đầm, đợi anh chút xíu nha. Anh giá xong rồi anh chở đi liền à. Lẹ lẹ đi trời ơi, trễ anh bà chú lẹ ở đây mà. Tôi kìa, Đầm, tính đi đâu mà mặt mày nhăn nhó vậy? Đi mua bó ngò gấp đây nè. Nè, gấp thì lên xe tôi chở đi. Còn qua đâu? Qua hả? Qua còn chờ ký hợp đồng. Chút nữa ngồi xe con với ông chủ đưa về đây. Vậy chở tôi đi mua ngò liền đi. Khoan đã Đầm ơi, anh giá gần xong rồi mà chở chút nữa đi. Chờ anh thì trễ quá, bà chủ có cạo đầu khô tôi à. Đầm, nè, ôm eo ếch. Chào bạn. Đầm, anh giá xong rồi mà. Đầm. Đầm. Cái thằng đầu chó cắn. Cái đầu cắn cho. Phát, sao tự nhiên mày quăng chiếc xe rồi nhảy lên mà dậm dậm là sao mày? Ba, con cần có chiếc cúp thật ngon để cho con rửa hận. Mối hận không bao giờ rửa được, bởi không có cúp nên bị đánh rơi. À, tao đây cũng như tụi bay, tao hận cái thằng cảnh sát phong. Nó ấy có chiếc cúp lướt qua tao. Ba, gì? Cũng như ba, con vừa tức tức lại vừa xót xa. Con thua cái thằng điểu cán Tony, nó chỉ có cái xe thôi. Con thiệt á, con quyết thế nào con cũng phải có cúp để chơi với đứa bà phở tới nơi. Vậy là ba cha con mình đồng ước muốn cũng như nhau. Vậy là sách ước được linh nghiệm rồi. Vậy là còn gì nữa mà ba không chịu ước đi ba? Ước đi ba, tự nhiên là phải ước rồi. Bây đừng có nóng. Bây giờ tao dỡ sách ra nghe không? Quỳ xuống hết. Quỳ xuống hết. Để tay lên sách. Để tay lên sách. Và đọc thần chú nghe chưa? Dạ đọc thần chú. Chú. Mà tụi bay thuộc câu thần chú ghi ở bìa sách chưa? Thuộc rồi. Giờ đọc lớn lên, đọc với tao nghe không? Dạ. Các nam luôn theo một được không được gì? Không được. Bay đọc như vậy không có ăn rệp. Sách không có linh. Ủa ba nói gì? Ăn rệp. Ăn rệp hả? Thôi ba với thằng Tài ăn rệp đi. Rệp hồi lắm còn không ăn đâu. Anh này chậm tiêu quá à. Đọc ăn rệp có nghĩa là ba người phải đọc cho ăn rệp. Đó hiểu chưa? Đừng có làm lánh mày. Mày cũng ngu không thua gì thằng này đâu. Tiếng Việt nói cũng không rành nữa. Mày phải nói như vậy nè. Anh mày mới hiểu. Em đọc như vậy, anh đọc như vậy, ba cũng đọc như vậy. Ba người phải ăn rệp. Hiểu chưa? Ngốc tử. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3 xúm nhau ăn rệp nghe không? Chết nem tổ thia bồ cát gì, con công tô họ con gà đa đồ. Chết nó xa xì ngầu lát xì bố cao chấp. Cúp rồi. Ba cha con mình có cúp rồi. Ôi, thích quá, thích quá. Bông hoa là cái nước sơn, cúp này thì tốt nhất đời. Nước thua thì đâu có kem, cái theo vào có hết đường kinh khi. Máy nổ thì khói tứ tung, các gì thành mã phóng càng im re. Nhân giới người chơi có khinh, cha con hàng đài phát tài nghe không, có nghe không, có nghe không.
cái quán phở này là phải cái quán của ông Út Ích không ha? Tôi là khách đang chờ chủ quán. Ông là ai mà hỏi thăm Út chủ quán vậy? Không đi giấu gì chú. Cháu tôi nó mận ở trong á, nó tên là An Đầm. Nó gọi dây tép về Lộc Ninh nó biểu à, tôi xuống đây thăm nó. Nó chỉ đường chỉ xa lối thôi. Lại nữa tôi là dân quê, lần đầu tiên ra thành phố, đường xa thấy nhức đầu, dọc ngang bàn cờ, đường nào cũng y như đường nào, tìm ôi mỏi giò muôn chết. Ông mà cái chạy gì đừng nga nước trắng trong veo, mới nhìn sơ đã chạy giấy không dấu chi với chú mày. Đây là chai đế Lộc Ninh vậy à, nó là đế sứ ông mà sao trong giấc chắc không có pha với rượu không. Có pha không thì uống thử, thử một ly sẽ biết liền. Ấy đâu được nè. Ủa sao vậy? Tài xế xe đò nhậu say nguy hiểm cho hành khách lắm. Dạ. Chú mày mừng shopper xe đò ha. Dạ. Thôi vậy đừng uống. Đừng uống nó ra cháy. Đi nắng sáng giờ thèm rồi, tôi phải cho nó vô miếng. Ông ơi, đế thiệt chứ không phải đế cung si hả ông? Không muốn hỏi anh chí. Nhai bảy miếng màu chơi. Yeah. Uống không? Uống không? Làm tới chạch đẻo rồi đi. Thấy ông uống tôi thèm. Nhưng mà gần tới phiên chạy rồi. Cho vô say lật xe ở tù chết ông ơi. Vậy là tôi uống cookie. Thấy ông nhai coi thèm quá. Thôi cho miếng. Cho miếng. Nhai bậy chơi vui miệng chứ ở không nó bậy. Đâu có được má mồi. Đớp mồi thì phải vô nửa ly. Ông ép quá. Thôi buộc lòng tôi phải làm. Vô coi. Ngọt quá. Đã ngang, đã ngang. Rượu Lộc Ninh này là ngon quá đó. Chứ sao? Cho thêm nửa ly nữa đi. Nửa ly đâu, một ly đâu. Nó cạn hết ly coi chứ được có cái nè. Vô coi. Vô. Nhân mặt á. Tôi ít uống quá đi. Mới có làm ly rưỡi mà sao mà nó sao? Sao mặt đỏ rần rồi. Nó hơi ngần ngần rồi đó, ngang sân sân rồi đó. Tôi cạn một ly mà ông bạn mới chưa có cạn ly nào thì nó không công bình đâu. Thôi, tôi nãy giờ cũng nhiều rồi. Không được đâu. Sao vậy? Bảo ông là cha của tôi sao? Bắt tôi uống mãi, phải cả ly này rồi say tôi nở. Gì đâu mà cha mẹ biết nữa. Tôi sợ ông quá say, rồi lái xe không được, xe nó luôn xuống. Hành khách nằm cười, nhăn răng để đó. Sợ là sợ vậy, chứ còn tôi sợ chi? Thế sai là tôi đi nằm. Ảo ai nói với ông hãy xe rượu lật xe ông. Sợ ông lái lạc đường, rồi cái rượu đi xuống âm ty. Bậy bậy, sai lái mới hay. Thắng lách tài tình, lạng lại đứa lạng qua. Thôi thôi, sai rồi ngưng đi cha nội ơi. Còn có bao nhiêu hiểu ngưng hả? Cạn luôn, cưa rồi. Thôi, thấy không tới chữ rồi. Không có cưa cắt gì hết á. Mày không cưa, tao đố cha mày ra, ra khỏi nơi này. Vô côn hả mày? Vô côn tao đá cái thấy mẹ mày giờ. Đá hả? Mày đá thì tao bắt giò cho coi. Đá bắt được không nè? Đá mày nè. Đá tao bắt giò.
lộn đánh lạo trong tiệm khỏi vậy cậu? Con Đầm đó hả? Tao đi kiếm mày nè. Kiếm mày mà không gặp mày mà gặp con cẩu này nó thấy dò tao tưởng xíu quách sực. Tao không nhịn được nó, mày buông ra tao đá nó nữa nè. Cậu đừng bằng cậu ơi. Cậu. Kha 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 là cha con ta, cha con ta là kha kha kha, không ai qua được cha con ta, cha con ta là không ai qua. Kha 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 con cúp rồi tự nhiên thấy dên mặt lên, dên mặt lên mặt ai nói chi ôm sồn. Có cúp là phải qua nhiều năm tàu nôn, khắp thế gian mấy ai có được như mong. Kha 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 là cha con ta là kha kha kha, không ai qua được cha con ta là không ai qua. Kha kha kha. Anh Phát, mua xe cúp hồi nào vậy? Hồi nào thấy kệ tôi, xe tôi không có thua xe thằng Tony đâu à. Anh Tài, sắm xe hồi nào vậy? Chở em đi một vòng đi anh. Còn khuya, cúp này là cúp mới, mua đen chót, không thể chở con người ham ngầu cái cúp kiểu ông Lada và lát đát của cái thằng Lulin Prá đâu được đâu. Ủa, anh Bảy, rê chiếc cúp hồi nào mà xịn quá vậy? Trời ơi, cút. Lên xe cúp mới tôi chở đi, bảo đảm êm hơn xe thằng cha tài xế cảnh nhiều lắm. Ba đừng có quên á, tía con ta bữa nay cúp Honda tuyệt vời. Ba cho nên nói chi với những ai thuộc hàng nghèo sơ. Bày nói đúng á, tôi thuộc hàng có cúp không có thể nói chuyện với cái hàng phở bò nạm tái được. Và tất cả nè, lên hết xe chở đi, kim lũ xe sư bận ép cho nó té chơi, cho biết quay của mình thuộc hàng kênh. Trời ơi, để xe vô sát lại coi, coi chân xe đụng. Trời ơi, sát vô, mau lên, mau lên. Đâm, anh mới mua xe hơi đây, 35 cây đó. Mèn ơi, xe hơi đẹp hết sảy. Nè, bây giờ mời cô qua lên xe. Lên xế tôi chở đi quanh phố cho mát trời, cô Đầm ngồi bên tôi, bà Phở ở cốp phía sau, nơi đặc biệt để bà ngồi mà hỉnh mũi với người ta. Ê, nó coi xe tôi xịt khói vô mặt anh em ơi kìa. Thôi chết tôi, thôi chắc tôi bỏ thầy. Ô nhục làm sao đây, tôi cắn lưỡi cho anh coi. Chớ làm càng, chớ vội vàng, chờ tao dớt dắt một lần. Đầu năm nó tặng cho tao cái đầu ràng rịch băng trắng giống y như khúc thịt heo đông lạnh nha. Tại ba đó, ba suối con mở hết ra, con không làm chủ được tốc lực cho nên mới hung vô cột đèn. Cái tay con xì cầu que rồi nè. Con gái không có hung, hung cột đèn cho nó bẻ loại tay, ráng chịu. Còn tôi khi không bị hưởng hoa hồng 20%, cái chân bị loại lắc nhách. Rồi bây giờ tao nghĩ lại có cúp cũng không quay gì hết ha. Bị tai nạn mà còn bị công an lên lớp mắc cỡ thấy mụ nội. Bị công an có quyền hành hơn ông có xe cúp. Mày, vậy giờ mình ước hành công an đi. Ông công an cũng đâu có quyền hành bằng ông thủ trưởng. Nếu vậy giờ mình ước thành ông thủ trưởng đi. Ông thủ trưởng cũng đâu có quyền bằng ông vua. Đúng. Làm vua là quay nhất đời không còn ai hơn. Đã nguy quyền để còn giàu sang, không ai thiếp đáp trời con. Ngồi trên mà cao chót vót, giết ai tùy theo ý mình. Tan tình, tan tình là tình tan. Tao mừng vua tao phong cho thằng Phát làm yểu tử. Ba, ba nói gì kỳ vậy? Ta gọi là thái tử chứ ai kêu là yểu tử. Yểu tử là ngụm cụ từ hồi lúc còn nhỏ dại đó. À, mày mừng thái tử hả? Còn thằng Tài mừng cái gì tử đây? Ôn hoàng dịch vật tử được không? Trời ơi, ba kêu kỳ quá. Không ôn hoàng dịch vật tử ha. Bây giờ con tính vậy nè. Sao? Thu ngắn lại thành hai tiếng hoàng tử thôi. Chà, sao khó quá ta. Mừng vua tự nhiên phải có bản hiệu à. Không biết tao phải lấy cái bản hiệu gì đây nữa. Bây giờ ba nên lấy cái bản hiệu là Mỏ Lết Hoàng Đế, là hợp với nghề của ba đó. À,
không được đâu, không được đâu. Cái gì mỏ lết hoàng đế. Chứ mày tính sao? Bây giờ con nói ba nghe nghe. À, ba ưa tự nhiên lắm. À, cho nên con tự xưng hang là tự nhiên hoàng đế. Tự nhiên hoàng đế hay quá. Tao chịu cái bán hiệu này. Bây giờ để tay lên sách. Để hết lời nghe không? Ba ơi ba. Cái gì? Mình ước lần thứ nhì rồi đó ba ơi. Ôi có ba trật bốn vuột, cũng còn ước được hai lần nữa. Sửa soạn miệng nghe không? Sửa soạn miệng nói cho ăn rệp nghe không? Một, hai, ba. Việt Nam tổ thia bò cát gì, còn công tô hậu con gà đá đậu. Chết nó sai là xì bôi cao chấp. Làm sao mà buôn bán? Trời ơi, nói thiệt với tụi bay, tôi nhớ anh Bảy. Chỗ đi chỗ đứng còn đây mà người tự nhiên đà vắng bóng. Chỗ này anh Bảy thường nhấm nháp cà phê rồi lén lén nhìn tao với cặp mắt si mê. Tao giả không chú ý nhưng thiệt tình tao thương anh. Tôi thấy bác Bảy thương Út thiệt tình đó. Thương nhất là nhờ việc gì anh cũng làm với gương mặt hân hoan hớn hở. Mượn xe đạp dẫu hư hao anh cũng vui vẻ tươi cười. Còn tao thì giả vờ không chú ý đến ân tình của anh đâu. Tốt nhất là cái hôm anh ghen với ba con qua, nhưng tao quá vô tình nào hay biết gì đâu. Anh đi đến hôm nay một năm trời, anh Bảy ơi, hiện giờ anh thất lạc nơi đâu? Giang sử tại chỗ tớ mình, đây nhóm họ bất bình, người ta thương thật tình, chỗ tớ mình lại cố ý dèo treo. Sở đùa dai kéo dài quá trớn, nghĩ lại mình vô cùng khờ dai. Biết anh Bảy nhát gan không dám lộ chân tình, vậy mà tao không ra lời trước cho anh Bảy thổ lộ. Ngồi thổi lửa, anh ngồi kế bên như muốn nói điều chi. Chờ mãi anh lặng im, tao mới hỏi anh Bảy muốn nói điều gì sao không nói? Câu hỏi qua đột ngột làm cho anh lúng túng. Tôi qua nhìn cô, thổi lửa để vui chơi. Cũng đi kiếm về vốn vui. Tao nói cho tụi bay nghe, hôm rày tao bỏ bê không biết gì để mua bán, là tao đi ngoại thăm tin tức của ảnh ở đâu. Nè, có người cho tao hay là gặp ảnh ở chắc Cà Đao quá. Nói vậy tụi con đi liền xuống đó. Là
việc của tao, để cho tao sắp xếp giao tiệm phở cho bay trong nôm dài mưa. Tao tìm anh xin lỗi và kéo anh về đây. Nếu gặp được bác Bảy tất nhiên sẽ gặp anh Tài. Út nhớ nói giùm con nha, con đem nhớ ngày trăng. Gặp Tài chắc chắn Út gặp luôn anh Phát. Út nói con đầm quá khổ đau nên khóc suốt đêm ngày. Ôi tao biết tụi bay cũng nhớ Quýnh lên rồi. Tụi tôi nhớ Quýnh vì tụi tôi còn trẻ. Tiêu càng già càng cay, người càng già thì càng nhớ dai mà. Thôi mà Út buồn hoài à. Thôi Út vào nghỉ đi. Tôi cũng nhớ dai đâu có kém gì Út đâu Hoa ơi. Anh Phát, anh Phát ơi, bây giờ ở nơi nào anh bỏ tôi? Anh biết chăng ở đây tôi buồn ngày đêm nhớ hoài không màng ăn uống. Nhìn bóng trăng nhớ đêm hôm nọ hai vai mình kề nhau giữa cột đèn nước khuya. Chà, kỷ niệm tình quá. Hoa biết không, có lần khác cũng quá nửa khuya, bên trong Út và Hoa lo dọn dẹp, bên ngoài tôi lo rửa chén rửa tô. Phát đến ngồi kế bên giống như bác Bảy ngồi bên Út. Phát phụ việc với tôi, bọt xà bông văng lên gò má. Anh đưa tay vuốt nhẹ, tôi lạnh buốt chân tay run rẩy cả thân. Dẫu không soi gương vẫn thấy hai má tôi đỏ ửng lên rồi. Cảm thấy châu thân nhẹ nhàng như bông bông bay bổng lên làng mây trắng lên đơn. Tôi mắc cỡ toan gạt tay của Phát, nhưng Phát đã nắm chặt làm sao mà gạt được. Rồi im lặng nghe rõ tiếng hai con tim đập mạnh, bốn mắt nhìn nhau hai bóng ngã lên tường. Riêng tôi không có kỷ niệm gì hết á. Ủa bộ Hoa không có thương Tài sao? Thương chứ, nhưng mong gì Tài tha thứ cho tôi. Nhưng mà Hoa có lỗi gì đâu. Có lỗi chứ, tôi lỡ quen cùng tên ác gian. Tung bảy văn bạc vàng, âm mưu pha thước thân tôi dục tình thỏa mong. Dù tôi chưa phải xa trong nhục, nhưng Tài vẫn hiểu lầm tôi đến lỗi lời giao ước. Ham mê vào sàn cao cả con mối tình quê đẹp đẽ như hột gạo trắng trong ngần. Tôi vô tình đã đọa đài anh ấy, nghĩ xa cũng tội nghiệp vô cùng. Quá tuyệt vọng anh ấy bỏ đi biệt tích, Tài nào biết hết lòng dạ của tôi. Bây giờ nếu gặp lại anh ấy chắc phải lanh mặt lanh mài, vì tôi không chịu yên thân yên phần. Xây ước vọng trên sương mù vọt nước, đâu có ai thương tha cho hàng gái đua đòi. Vòng vậy đi mua bánh thuốc rê.
Ở dưới này xe cộ vậy dập dìu, nhưng mà tao không có vui được như ở Long Ninh. Thành ra tao buồn hút thuốc dữ quá. Bà chủ đâu rồi con? Dạ bà đi công chuyện vài bữa mới về. Rượu dưới này uống không có vô. Thiên hạ nói nước lạnh pha cồn pha két gì đó, uống mau xỉn mà đều nhức đầu lắm. Uống rượu này nhiều đó thì đường xuống Diêm Vương nó thu ngắn lại, đi mau tới lắm rồi. Hay là cậu nhậu một mình buồn, để con đi kêu bạn rượu nha. Thôi, tao sợ quá. Dưới này uống rượu quậy quá mày ơi. Bữa đầu tiên xuống đây nè, gặp cha tài xế xe đò vậy đó, mời nó uống tử tế đàng hoàng. Nó vô vài ba ly cái rồi nó chửi cha mình. Cậu giận quá, cậu đồi đá thấy mẹ nó. Vậy cậu cũng sai. Nhưng mà cái sai rượu nếp của mình đó nha, ở trên Lộc Ninh nó đầm lắm. Bạn rượu ở trên đó cũng tâm đầu ý hợp, nên uống vui làm sao á. Cậu muốn về trển cậu nhậu hả? Đem cho cậu cái hộp quẹt đó con. Dạ, cậu đốt thuốc hả? Đầm à, năm nay hụt lúa ăn, để con xuống dưới này một mình kiếm việc làm sống qua ngày thì cậu không yên tâm chút nào hết trơn á trời. Sắp đến mùa mưa rồi, cậu xuống đây á, trước là thăm con, sau kêu con về Lộc Ninh để phụ tay với cậu lo đồng án ruộng nương, lo phát rẫy đốt chồi tỉa lúa hoặc trồng điều trồng tiêu. Con xuống đây cậu vô cùng lo sợ, con thì rẫy bái quê mùa mới vừa trổ mã dây duyên, là mồi béo của bọn con trai khôn ngoan nơi thành thị, nó ngọt lời con dễ buông tay. Con đâu có ngu ngờ để bị gạt lừa đâu, luôn luôn nhớ lời câu dặn, như muốn có thương ai thì phải cưới hỏi đàng hoàng, trả ơn cậu mình nghĩa thương con. Đâm quà biếu đi, quà đặc biệt nha. Ủa, ai đây Đầm? Cậu tôi đó. Cậu của Đầm à? Ha, chào cậu buổi sáng. Cậu chào buổi sáng, buổi chiều khỏi chào hả? Cậu ở đây bắt tay nhau là chào nhau đó cậu. Rồi, tao không biết bắt tay rồi mà tao biết bắt dê. Dê mập mập cái miệng lém lém cỡ đó đó, tao thích bắt cột đầu gứt nó lại không cho nó ăn sữa đũa. Cậu vui tính quá à. Nè cậu à, cậu xuống đây rồi cậu nghĩ ở đâu vậy cậu? Ông ấy mời cậu lên nhà Tony nghỉ. Nhà có Tony đó, dư buồn, dư phòng, tiện nghi đầy đủ. Đâm à? Dạ. Cái chòi của ai lụp sụp bên kia đường vậy con? Dạ, của ông Bảy sửa xe đạp. Không biết ba cha con ông bỏ đi đâu cả năm nay. Bỏ nhà, bỏ luôn cả đồ nghề, bà chủ con phải cất giùm đó. Vậy à? Tao không thèm nghĩ trong cái buồn hay là cái phòng đầy đủ mưa mô đó đâu. Cậu à, đầy đủ tiện nghi chứ đâu phải đầy đủ mưu mô đâu cậu. Nhưng mà tôi nói đầy mưu mô, thầy nghe chưa? Đầm à, nếu cái nhà kia chưa có ai ở thì cậu vào ở đỡ, mượn đồ nghề của người ta, giá lốp xe kiếm cơm qua ngày, chừng nào chủ về trả lại cho người ta rồi về quê mình cài cây kiếm cơm. Con biết cậu nghèo nhưng không chịu cậy nhờ bất cứ một ai, con sẽ mượn đồ nghe cậu làm tạm, chờ con gặp chủ xin thôi. Ban đêm cậu quay về nghỉ tạm nhà bà chú ít lâu. Cậu ơi cậu, tôi nói cậu nghe nha, cậu mở lậu ban đêm đó, công an đến xét giấy tờ rồi bắt cậu về phường đó. Tôi biết không, mũi cắn chỉ cần một đêm thôi là cậu xưng mình đó nha cậu. Tao cho mày hay, tao không sợ công an hốt tao đâu nghe mày. Nghe mày. Vậy chứ cậu sợ cái gì? Ngủ nhà bả tao chứ sợ chồng bả hốt tao à? Bả đâu có chồng. Bả không chồng thì bả hốt tao.
bà chủ hốt cậu. Bà hốt tao bà quăng sao hè cho mũi cắn nhức nhối hơn mũi phường nữa mà. Nói giọng đâm hông. Cậu ơi, cậu đi với con vô nhà bà chủ lấy đồ nghề cho cậu làm liền. Tôi đi coi chừng dùng quán một chút nha, để tôi kêu con qua ra. Tony, chị Đầm kêu tôi ra đây coi quán. Anh đi được rồi. Qua, anh chờ qua nãy giờ. Qua đặc biệt cho qua đấy. Thôi, tôi sợ ông quá rồi ông ơi. Anh chạy theo chị Đầm kìa, trổ tài dụ dỗ. Vậy là anh hiểu tại sao qua lạc lẽo với Tony. Đừng ghen với Đầm, qua mới là người xứng đáng cho anh mua quà tặng. Xạo quá, có một gói quà, khi thì tặng Đầm, khi thì tặng qua, lòng dạ của anh ai mà biết nổi. Qua ơi, anh làm bộ biếu quà cho con Đầm chứ làm sao cho nó được. Bộ dáng nó quy chu choa ơi, vừa tước vừa hôi mùi đất đỏ quê mùa. Nếu cần anh sẽ đưa tay thẳng lên trời chứng chiếu cho lời của anh thề. Tony này mà có lòng trâu dạ chó nha, gạt gẫm em thì cho chuồn chuồn nó đá gãy cẳng anh đi. Chuồn chuồn không đá y xèo, chó xe lửa can chết queo đường dây. Hoặc cho cả chục máy bay đùng tôi chết ngắt cù đeo cho rồi. Có ngày á, liệu hồn đó, đừng tưởng thề dĩ làm chết đâu nha. Ông lo lắng cho tôi hay là gạt lần tôi. Nào là khu video nè, cắt xếp hình màu. Nào là đào cải lương ca sĩ. Cái gì không thấy, chỉ thấy ông đòi thôi. Phải giao thân thể này cho ông nè. Còn cái vụ đóng phim nha, nhắc tới còn ghê. Bắt người ta cởi đồ, coi ngực, coi eo. Đi tới, đi lui, cho lũ các người. Ngó gần lọt trồng con mắt các người ra. Dòm ngó vậy mà mập béo lắm sao? Nhìn như vậy là nhìn nghệ thuật đó chứ. Nếu mà anh có ý gạt gẫm em á nha, cho xe hữu lô cán dẹp anh như tờ giấy đi. Nè 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 nè, cái gì cái gì cái gì đây? Bộ muốn lường gạt con gái tôi nữa hay sao mà thề thốt dữ vậy? Nói cho biết nghe chưa, rủi gặp giờ Linh nát bẹp làm sao? À bố già, rượu ngoại đây, xin biếu bố già. Cái gì đó? Hennessy hả? Thì đúng rồi, Hennessy à, xin nghe. Nếu Hennessy hả, Hennessy thì ngon lành. Dạ, Hennessy à, bố già biết mỗi chai bao nhiêu không? Nhiều. Mỗi chai là một chỉ đó. Đừng có lấy ba rượu thừa đó. Thước ngon nửa điếu, rượu ngon nửa chai đó bố. Đúng, 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 còn nhỏ mà rượu quá. Nè, bắt tay một cái coi. Xe du lịch của Tony đậu kia. Mời bố già lên xe, Tony rồ máy chạy một vòng cho mát mặt bố chơi. Đừng có văng bẫy ra nữa. Ở đây thừa hiểu có lưu manh điệu cán của ông lắm rồi. À, tôi là dân đứng bến xe hơi nha. Gạt con gái tôi là có chuyện lớn đó nha. Bảo đảm với bố là Tony yêu hoa thật tình, hết sức thật tình. Đám cưới bao nhiêu, to lớn bao nhiêu, Tony sẵn sàng. Quá điệu quá điệu. Vậy thì tôi gả con qua ngày đó. Không cái lời tôi, nó lôi tôi là tôi giết nó liền. Để chứng minh rằng tôi giữ này gói tặng trao hải cầm lấy. Mồi cá hôi giữ người tham lam, nhận quà là ngu khùng. Chứ người ta bắt có gì mà xí vô. Ngứa miệng quá, không xía vô không được. Làm gì ngứa miệng? Bọn ăn khoai môn sao ngứa miệng? Không phải ăn khoai môn mới ngứa miệng. Cái này thấy cái chuyện trái tay cay mắt ngứa miệng. Nói chú mày nghe, cái gói đựng gì ở trong đó không biết, mà đem tặng cho có trăm cô rồi. Vậy sao? Biết mồi câu cái chốt không ai thèm nhận. Người nào nhận
người đó là cá chốt đớp mồi. Vậy chú mày nói tao là cá chốt đớp mồi hôn thú chứ gì? À không à, cái đó chú mày nói chứ phải tôi nói à. Ê thằng cha già cà chấn nè, dân đứng bến chưa biết ngán thằng nào nghe. Nè bố ơi, trời ơi chơi đi bố. Thằng cha già cà chấn dễ ghét. Nói vậy các người muốn quánh tôi phải không? Muốn quánh thì được thôi. Giờ chơi chưa? Nhớ chưa? Hai đứa phải không? Ê nhào vô. Bố vô liền bố. Mày còn trẻ mày vô trước đi. Đừng có xúi biểu. Hai đứa vô lượt một tao chấp á. Dạ bố ơi, bố già nhiều kinh nghiệm. Tôi đi xin nhường bố vô trước đó. Mày tao nhường mày đó. Thằng trẻ này mày xúi phải không? Tao nắm đầu thằng đốc xúi trước. Làm gì nắm đầu tôi, buông ra, trời ơi đau quá. Còn làm trời nữa không mày? Dạ. Dạ. Hết. Dạ hết. Đừng làm bộ thầy đời. Ông ơi, ông đâu có biết cứ gói đồ này nè, đem dụ dỗ con cháu gái của tôi. Có dụ dỗ ai đâu? Nói rằng quà đặc biệt đó nghe. Đồ nói vậy? Cháu tôi biết không có thơm nên từ chối thẳng tay. Bây giờ nó đem biếu con ông cũng nói rằng quà đặc biệt nghe hôn. Ba sáng nghe cho kỹ lời nói của cậu Hoa, rồi ba đừng có ép con ưng đứa lưu manh. Đúng là mày thằng chó cắn lùng hoành, chuyện phá đời con gái khờ quê. Tao phải cho mày một trận để cho mày bỏ tật tham dâm. Dạ xin tha lần này, từ đời tôi không dám nữa đâu. Ê không được, tao phải lấy cái ống nguyễn của mày để mày hết đi phá làng phá xóm. Dạ xin bố tha cho con. Thôi cho can đi mà. Đứng kìa, trời đất ơi, nó bỏ nó chạy rồi kìa. Ý, may mắn quá, nó chạy nó bỏ xe du lịch lại. Đốt xe nó. Ba ơi, xe nó mượn của người ta đang lè gái đó. Đốt xe, đừng có đốt xe. Đốt xe người ta lỡ tù. Anh ơi, bây giờ tôi với anh là kể như là quê. Bắt tay cái coi. Trời đó ha. Thôi bà con tự nhiên ngồi. Dạ muôn tâu phụ vương. Dạ muôn tâu phụ vương. Ba gì? Trời đất ơi, con muôn tâu phụ vương, sao ba làm thính? Ủa mày tâu tao hả? Trời đất, tao có nghe đâu thì tao mắc lo mấy quan này nè. Ba ơi. Dạ phụ vương ơi. Cái gì? Có coi phim Hồng Kông con biết. Biết gì? Vua là phải nói cho nó có phong cách đàng hoàng lịch sự. Vậy không hả? Thể nói là bà con tự nhiên ngồi. Phải nói mà sao? Ba phải nói là chư khanh an tọa. Vậy không? Hả? Rồi chư khanh an tệ ở an tọa. Rồi. Dạ. Chuyện gì? Có đại soái Kim Giang Nghị đại thần từ biên ải về châu. Muốn chầu cứ tự nhiên vô báo chi vậy? Muốn tâu rồi làm việc mình. Thần hạ là đại soái Giang Nghị quan. Chúc thánh thượng tuế tăng vạn tuế. Nhiều kiểu tao ấy. Mời khanh an tọa đi. Tao quên rồi. Mời khanh an tọa. An ngồi. Vạn tạ ơn thánh thượng. Quan giám nghị ôm cái cây gì vuông vuông, đầu lớn đầu nhỏ, sơn phết đủ màu, coi ngộ quá vậy. Cho muôn tâu. Dạ đây là Bạch Đinh Giảng. Bạch Đinh Giảng. Phải để Bạch Bù Lon giảng đẹp hơn. Ai cho ông cây Bạch Đinh giảng đó? Dạ cây giảng này do dân trắng tay trao cho hạ thần trước
đã hôn quân, sáu đã loạn thần. Nếu vua hiếp dân, quan làm dân khổ. Vì thế dạng này được gọi là bạch đinh dạng đó, tâu bệ hạ. À, vậy thì trẫm tôi hỏi quan giáng nghị. Bà hả? Biểu nạp ấn, nạp ấn. Nạp giọng bàn hả? Giọng luôn. Nè, trời đau tai. Vậy chứ hôn quân ở đâu đây? Hả? Hôn quân ở đâu đây? Ông đội đã thi cho đại thần hỗn hào cùng đấm. Đá hình. Nếu bệ hạ và quần thần cứ mãi lo sổ và gai bó triều nghi đố đợn dây đáng cung phi hốt của dân xây nhà xuyên sông không nghe lời than quan của sanh linh vừa đói vừa rét vừa chịu ứng quan áp bá phường hào ngất nghéo nghìn ngàn lũ dân nghèo chỉ biết kêu than. Hoàng gia cũng tím mặt nhưng đâu biết phải làm gì. Hồi lúc còn giá xe bị mấy cha này làm khổ dân hoài, bây giờ còn tôi đeo theo tiếp làm khổ sở tụi tôi hoài. Làm vua không lo cho dân được thoái vị, đi cho kẻ tài cán lên làm. Ê, tự nhiên biểu trẫm xuống ngày vàng để ông lên ngồi, cái này ăn thua đủ đang nghe. Dạ, giặc mày trắng hợp với nữ tặc tiên nâu xua binh giết lần dân đen, tôi phải vào đây phi báo. Lui. Dạ. Ủa, tiên nâu với mày trắng là giặc nào vậy cả? Muôn tâu thủ lãnh của nó là của ba nha phiến, thì giới nó nguy hiểm vô cùng. Khói của nó mạnh hơn ánh sáng laser, không chận ngăn nó đốt cháy hết dân tình. Chỉ huy của nó là ma túy vô cùng thâm độc, phó tướng là cần sa biệt hiệu cù là. Lại thêm bi nóc tên giặc nước ngoài, hợp lực với bọn này giết hại dân ta. Dữ quá ha. Nếu bọn tiên nâu hoàn toàn bị giết thì công của bệ hạ sẽ to lớn vô ngần. Được chấm công là trẫm nên mận liền. Vậy có ai là người dẹp loạn tiên nâu không? Dạ có, có đây. Chức tiên phuông xin phụ vương cho con lãnh ăn. Quân mày trắng với tiên nâu. Hoàng đế phải làm cho rõ mặt anh à. Tên triều tự nhiên được vang rền tam hương. Tam quân, yeah! Mau nghe đây lệnh truyền của ta, phi ngựa ra xa trường cùng sĩ che giao chiến, sẵn sàng ta mạnh chiến, kém rụng luôn cả đầu. Bọn sinh lầu mài trắng của bọn trai khỏi dòng dòng bao giây của nàng phù dung truyền bao quan cùng tiến lên. Phi ngựa ra là ra đánh liền. Chém con, đâm con, nó còn đó, đâm vô con đó. Hoàng gia nghĩ thấy chưa? Cái miếng né của nhỏ tụi nó hết sảy không? Dạ, trời ơi, quá. Dạ, cấp báo, chí huy. Do hà mà chí huy. Hoàng tử đã bại trận. Chết mẹ rồi. Hoàng đế hồi triều kia. Sao mà con thành
mình lánh chị con. Trời, trời ơi, nó đánh thằng nhỏ tôi á khẩu rồi. Hãy cho hoàng tử uống một ngụm trà tàu, rít vô vài hơi thuốc, ba số là tỉnh lại ngay. Trà nè, thuốc cán nè, làm đi mà đánh tỉnh lại báo cáo tình hình mặt trận. Phụ vương. Hút thêm thuốc đi con, tỉnh lại nói cho cha nghe. Dạ, cảm ơn. Cho tao kéo nữa. Dạ, nhẹ nhẹ nhiều quá, hao không có ba. Ba ơi. Gì? Con quánh với nó có dư trăm hiệp. Trời, dữ rồi nha. Lũ nó rơi gom cuốn gió chạy dài. Phải chạy thôi. Nhanh như bay, con cởi ngựa rượt theo. Bị rượt nà quá, nó bèn tung bủ bối. Bủ bối nó ra làm sao vậy con? Ba, hình thù nó kỳ lắm ba. Nó giống y như là ông kẻ bằng cuồng tay. Quá ba gan bóng như sơn mài. Sườn ông nhô chồm như là nắm tay. Nhìn kỹ lửa hơn giống như con dụ. Con cam đành bó thân quy hàng giặc tiên nâu. Mà nó sử dụng bủ bối như thế nào vậy con? Nó niệm thần chú quăng ống tre lên tiếng hú ro ro nghe êm tay dễ sợ. Rồi rớt ngay miệng làm con ngộp thở. Hít mạnh một hơi khói xa mù tỏ ra mịt mịt thơm ngát cả khung trời. Con ngẩn ngẩn ngơ ngơ hồn phách tứ chi như rụng như rời. Con ngáp rồi hồn phi phách tán đi tỉnh mới biết con thua. Phụ vương ơi, nếu phụ vương bảo con thua thì con đây sẵn sàng thua nữa. Một cuộc chiến bại êm đềm như áo mộng, đi gió về mây nhẹ nhóm linh hồn. Muốn tâu bệ hạ, theo luật Tiêu Hà, kẻ bại trận làm nhục chí ba quân phải bị xử chém làm gương cho kẻ khác. Nhưng nó là con của trẫm tôi đây mà. Quân pháp bất dị thân, nếu bệ hạ nặng tình còn không thi hành theo quân pháp thì bạch đính giảng này bất dụng tha bảo chúa. Dạ. Cái gì? Giặc Ba Sĩ Đế do Lưu Linh làm thống soái, hợp với giặc Cờ Giang Bạc giật của người qua lại phá xóm Ba Làng, làm cho ba tánh không được bình an, nên tôi vào phi báo lui. Dạ. Hay cho lão Lưu Linh giỏi cái tên Cờ Giang Bạc. Có ai kéo quân ra bắt hai tên giặc ấy về đây cho trẫm trị tội không? Và có thái tử tự phát xin được xuất quân đại phá những kẻ làm rối bình an xã tắc. Bắt nạp trước triều nghi trước thị quy, dòng họ tự nhiên hoàng đế sao, xin cho em của con khỏi bị bêu đầu. Quyền hạn xin ông giáng nghị kìa, ông quyết định dùng cho muôn tâu. Lão chỉ có quyền góp ý, nhưng ân quyết thì cũng do vua. Thái tử xin dẹp loạn là điều tốt bệ hạ nên cho. Hoàng tử sờ sờ cần xem đó dưỡng thân. Nếu bại giữa trận chung, tôi xin về đây nạp mạng. Nếu như triều đình cần cam kết giữa bệ đơn, tự phát
sẵn sàng để các ngài tình. Chiến sĩ ra đi không hẹn ngài trở lại. Bệ hạ giao lệnh cho thái tử tranh tài, mang chiến thắng về để chuộc tội cho em. Lệnh truyền cho thái tử đem quân dẹp loạn, bao công chớ đừng bao tử là trẫm sẽ chém ngay. Hành quân liền cho ta coi nè. Dạ. Này hỡi quân càng. Dạ. Thổi mạnh lên cho quân sĩ hăng say chiến đấu. Tập một hàng dọc, nghỉ, nghiêm, súng lên dài lên, đằng sau quẹo, quốc đề bốn, một, hai, một, hai, một, hai, một, hai, đó. Hoàng Gián Nghị thấy thằng nhỏ tôi ngon chưa? Dạ. Yeah. Chứ không phải như cái thằng ngáp gió kia đâu. Dạ. Yeah. Rồi, súng nổ, đụng nổ. Bắn đi con, bắn. Một con nằm xuống rồi. Rồi tầm năm con là ít, năm năm rồi. Cả bảo đảm với Hoàng Giang Nghị nhiều hơn một chút con. Dạ. Tôi nhất định là giặc phải chết sạch. Ủa sao im lìm vậy cả? Ủa sao lạ quá, mặt trận mà sao có nhạc đám ma cả. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con cùng ngốc quan, ngốc quan ngỡ tay ngây vàng. Ý trời đất ơi, áo sống đâu rồi mà đi băng xiên băng nai vậy thái tử? Hoàng huynh ơi, Hoàng huynh, tỉnh dậy Hoàng huynh, Hoàng huynh có thắng được để chuộc tội cho em không? Thua đậm rồi. Thua đến bán áo sao con? Không có bán mà thua bị lột rồi. Chắc mày đặt chịu thua bị lột áo chứ gì. Vô Dương ơi, tỉnh lại con. Vô Dương thấy rõ ràng vậy sao Vũ Dương? Như vậy là thái tử đã đầu lưu linh và hàng luôn cả cờ văn bạc. Tao nghe mày bắn lông trời lỡ đất mà tự nhiên thua là nghĩa lý sao cả. Súng nổ như bắp rang, địch chạy dắt dò lên cổ, con mới xung phong con lượt nà theo. Nào ngờ đâu lọt cái dòng dây, giặt cái ao ra cùng nhau xây, vòng quanh xây cái rồi lại xây. Nó xây sao làm con thấy đến nỗi này, cũng bị bèo nhèo như là nhau mèo. Lòng bà đau nó truyền tay mỗi đưa cạn ly. Và hét vô quýnh quá con phải vô 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 với bọn này. Mày có nhìn mặt cái thằng chủ sĩ đó không? Chính nó là cái thằng lưu lên. Lưu Linh là cái thằng cha ba sĩ, nó bắt con xây hết chai này sang chai khác, bị ác quỷ ma men nhập vào tán phủ, mất tự chủ nên con phải quy tay con.
Tại sao mày để tâm thân trần trụi? Áo thái tử của mày đâu để rớt nơi nào? Phổ vai mọi sự đục trong con xin tấu trình cán kè. Rồi giết tha tha giết, giết tha tha giết tha giết giết tha. Con xin phụ vương định sao con cùng cam lòng. Ra khỏi vòng dây cứ lưu linh, gặp ngay cờ vắng bạc đang bài cân tranh hùng. Con mới sống ngay vào cùng giặc cờ tranh đấu. Hồi hộp từng hồi, tim suýt rụng rơi. Đỏ đỏ đen đen khi thua khi thắng. Bỗng nhiên con nghe như có cái gì nó nóng bức dưới bụng dạ của con. Con mới sờ tay nơi ấy, con mới hiểu rằng phụ vương ơi, con đã thua chay túi. Muốn tâu bệ hạ, kẻ thua giặc tội tuy nặng nhưng còn chậm chế. Còn hàng giặc giặc dối dày mã tổ tội khó dung tha. Xin bệ hạ đem kẻ hàng giặc ra pháp trường xử trảm. Chết cha con rồi con ơi. Kẻ quân dẹp giặc, giặc không dẹp được. Còn cá gan cùng lưu linh càng chết xây vòng. Quân lĩnh dẹp cờ văn bạc, lại chơi bạc ham cờ. Tội của hoàng huynh làm sao mà tha được? Ngươi cầm luật mà phạm luật, tội một phải thành hai. Nhưng hai đứa tôi biết hối cải ăn năn, xin quan giáng nghị tha cho tội chết. Dòng họ tự nhiên chúng tôi đã biết, những kẻ không tài thôi thì đừng có đổi máu làm vua. Không tài mà làm vua chỉ hại cho bá tánh mà thôi. Không cần trúc phế nữa, cha con tôi tự nguyện xuống ngay nhường cho kẻ có tài lên thay thế. Nghĩ rồi đừng thọc ghẹ vào bánh xe, sao có bằng lòng không? Bánh xe ngon trơn, thọc gậy vô nó gãi gậy, còn buốt tai mình chứ ít lợi gì mà thọc gậy bánh xe. Khá khen các ngươi có tinh thần tự giác cao, xin giả từ và tìm dân trắng tay bàn việc tìm người thay thế. Chào tất cả. Bỏ nghề làm vua giờ làm nghề gì đây? Làm dân, lột máu vua, cởi hoàng bào dục. Tự nhiên ba cha con mình thành dân liền. Lột máu vua là dân, làm dân là dân đen. Lột máu vua là dân, làm dân mà vui hơn. Làm người dân tốt siêng năng, mồ hôi đổi lấy hộp cơm cơm vàng. Mùi má không mát ngàn, không làm vua để cướp công lao của dân nghèo. Lột máu vua là dân, làm dân là dân đen. Lột máu vua là dân, làm dân mà vui thân. Trời ơi, thôi chết mẹ rồi, cái mạo nó dính cứng vô đầu tao rồi. Con cũng vậy nữa. Em cũng giống như anh. Bà thấy chưa, muốn làm dân tốt không có phải dễ đâu. Thấy con cái áo mạo dính ở trong người như vậy đó, đâu có ai coi mình là dân lành đâu. Giờ ba cha con ta cứ mang áo mạo về cái chỗ giá xe trước kia đi. Có cô Đầm, có cô Hoa, và có em Phở. Về đó tự nhiên trở về với lý tưởng. Nếu mà hỏi vua chúa sao đi giá xe, ba trả lời sao? Tao nói tao bỏ nghề hát, trở lại với nghề giá xe là im re. Giá xe là im re. Kìa, quán Phở. Không có gì thay đổi ha. Hình như có ai chiếm chỗ mình giá xe. Chỗ này Đầm rửa chén, tôi ngồi cạnh bên Đầm. Bọt sờ bông văng lên gò má tôi đưa tay lau nhẹ. Đầm mỉm mỉm cười. Cái cảnh này không chết được ở trong lòng tôi. Thằng này
này nó nhớ hết ha. Tao nhớ lại coi. À kìa, bếp lửa còn kia, còn y như trước. Phở ngồi thổi lửa, tao rà rề kề bên. Nhìn cặp má ửng hồng vì ánh lửa, vài giọt mồ hôi nó tuôn trên trán thấy mà thương. Tụi bay ơi, bỗng bà hỏi: anh Bãi muốn gì nói đi. Quýnh qua tao nói đâm hơi. Tôi qua cái cô chơi, tôi nhìn cô thổi lửa để cho nó vui vậy à. Không làm con qua đâu, tao quán với tao. À kìa, em phở của tao đến kìa. À, trời ơi, quỷ hiện trong tiệm phở. Qua đâm. Dạy ông ơi, dạy, ma quỷ hiện ban ngày, dạy, dạy. Trời ơi, người ta xem mình như ma quỷ. Người mình thương cũng chạy trốn mình nữa. Thấy cha con mình ăn mặc dĩ kỳ như vậy, nên họ coi mình như ma như quỷ. Phải, cha con chúng ta là ma quỷ. Vì ma quỷ nên ước những chuyện xa vời mơ mộng. Thực tế đẹp kề bên mà lại đi quơ quơ với bóng hình. Đời sống chất phác của anh Gia Xe lại chối bỏ quay mình. Ước làm vua chúa bây giờ phải khổ. Lỡ rồi bây giờ mới hối tiếc vì say mê ảo vọng. Đầu gành bọt nước quên đi đời sống giản đơn thanh thoáng an nhàn. Cảm tình sâu đậm mây lá cột đèn nên có cùng dễ mến thương. Cuộc đời sung sướng trong tay mà mình không biết xa ơi đi tìm. Thả mồi bắt bóng khờ điên, bây giờ phải khổ thân mình ai thương. Bây giờ ba phải ước làm dân đi, khỏi phiền hà đến ai nữa. Làm trời vẫn bị réo lên réo xuống mang vốn hoài đó. Đừng nói chi làm dân. Trời ơi sao tôi khổ quá vậy trời ơi. Trời ơi sao nắng quá chết hết lúa tôi rồi nè trời. Vậy thì mưa hoài. Mưa hoài thì bị cải lương réo. Trời ơi mưa hoài, nghỉ hát hoài. Đời mi cưa cũng không có đây nè trời. Thôi thôi thôi, trời vẫn không yên thân được nữa. Chỉ có làm vật vô tri vô giác mới yên thân thôi. Làm người có bộ khó quá. Làm vật vô tri chắc chắn 100% yên ổn đó ba. Đúng. Cái ông Bôm giá lốp xe là vật vô tri. Tao ước thành ông Bôm. Còn con ước thành cái miếng thiết đục lỗ làm giấy nhám. Con ước thành hộp keo. À, cả ba đều chung một ước vọng. Tự nhiên sách ước đã lên rồi. Lần ước này là lần thứ ba rồi nghe chưa. Chuẩn bị cho ăn rệp. Chết nhám tổ thiê bồ cát trì, còn công tô hồ con gà đá đổ. Chết nó sơ sầu lắc đầu lộ đau chấp. Ông Bơm, ủa sao lớn quá vậy? Ông Bơm, sao mày mau lớn quá vậy ông Bơm? Mà con nằm bậy nằm bạo đúng chỗ hả mày? Ha? Ông nắm tao trong tay rồi bé ơi. Tao giống mày vô cột đèn cho mày hết nằm bậy nằm bạ. Nằm bậy. Ôi da, nằm bậy. Ôi da, nằm bậy. Ôi da, rồi, bể đầu tao máu tuôn lây láng rồi bé ơi.
Ôi, mấy bà, cái gì nữa đây? Cái gì làm vô trật tự đó đây? À, Kim Biên Thiết đục lỗ giả bộ dây nhám. Tao ghét cái đồ giả bộ lắm. Ghét đồ dởm lắm. Dởm nè. Chết con trời, ông dầm lên mình con ba ơi. Dởm nè, dởm nè. Trời, chết rồi. Anh Phát ơi, ông dòm em lôm lôm kìa. Còn cái gì đấy? À, cái hộp keo. Trời đất ơi, hộp keo gì quá trời lớn vậy nè. Hồi đó đi nhậu mà mày bằng cùm tay tao, bây giờ mày ăn cái giống gì mà ma mập quá vậy hả? Hộp keo. Tao lấy cái búa, tao nện vô cái miệng mày. Trời ơi, sưng mỏ em rồi anh Phát ơi. À, tao biết mày là cái quân tham á. Tao tát cái miệng mày, cái miệng mày sưng phù lên, mày hết ăn, ham ăn. Ui da đau, ham ăn. Ui da đau quá trời, ui da đau. Ôi mệt quá. Đàm ơi, Đàm, Đàm, nhỏ này đi đâu rồi kìa? Tao đi kiếm nhỏ này mới được. Rồi, ông đi rồi. Thôi đứng hết vậy coi. Tơi bời qua lá, làm vật vô tri cũng không yên thân. Cái ông giá xe còn có quyền hành hạ vật vô tri. Ba ơi, vậy ba cho con mình ước thành người giá xe đi ba. Chịu liền. Chịu liền. Đúng rồi, đúng không? Dạ, rồi, bây giờ tập trung tư tưởng nghe không? Dạ. Bây giờ để tay lên sách hết. Để tay lên sách. Nghe tao đếm 1, 2, 3 như thường nghe không? Nói cho ăn rệp nha ba. Nói cho ăn rệp nghe chưa? Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Chết nem tù thia bồ cát gì, còn công tô hộ con gà đa độ. Chết nó xa xin ngầu lát xin thổ cao chấp. Ba ơi ba, vậy là ba cha con mình trở thành người giá xe rồi đó ba ơi. Ba ơi, đã 4 lần ước rồi đó. Biết rồi. Cuốn sách ước này tao cho em phở của tao như những bếp. Làm lại cái ngày cũ của bộ thích hơn đó ba. Nhưng mà phải bằng ăn cái kiểu mới, là phải thật thà, không rải giữa đường. Cho xe của người qua lại cán ngang, cũng không một lỗ chích ra thành 10, không đập đổ khách lỡ đường đem xưa. Học trò nghèo thì sửa giá dùm cho, công nhân viên chức lỡ kẹt cũng giúp cho luôn. Chúng ta cương quyết làm ăn theo kiểu này. Anh Bảy Phở, khi không bỏ tôi đi biển biển bà Phở ôm ba mình. Trời ơi, tao mấy tuổi vậy bây? Anh Phạm, đừng giận em nữa nghe anh. À, cô Đầm ôm con của ba. Con mấy tuổi vậy ba? Anh Tài, em ăn năn rồi, anh tha thứ cho em nha. Cô qua ôm em mình đó. Cái con mấy tuổi vậy kìa? Hạnh phúc kề bên đây mà đi tìm trong bọt nước, vậy thì sao đứa tụi mình? Cứ chuyện thăm để cùng nhau vui sống, bởi ngày xưa biết bao chuyện hiểu lầm, quyết thay đổi chuyện buồn thành ra vui, cho cuộc đời hạnh phúc ở ngày mai. Cứ chuyện thăm để cùng nhau vui sống, bởi ngày xưa biết bao chuyện hiểu lầm, quyết thay đổi chuyện buồn thành ra vui, cho cuộc đời hạnh phúc ở ngày. Cuộc đời hạnh phúc ở ngày mai.